Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Dân mạng chào thua trước khoảnh khắc Ninh Dương Lan Ngọc nhảy nhót cực xung quân luôn lối đi về nhà. Khoảnh khắc nhảy nhót bất chấp này của Lan Ngọc khiến người hâm mộ suýt nhận không ra. Mới đây, cư dân mạng vô cùng thích thú trước một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc nhảy nhót cực xung của Lan Ngọc. Theo đó, trong đoạn clip được lan truyền thì Lan Ngọc dường như có một buổi gặp gỡ bạn bè đầy ấm cúng trong vòng karaoke. Về phía Lan Ngọc, cô nàng đã diện một chiếc đầm bó sát màu đỏ đầy sang trọng. Tuy nhiên, mặc dù vài ôm sát nhưng Lan Ngọc không ngần ngại trong việc quẩy cùng những người bạn, không ngần ngại một động tác nào. Lan Ngọc đã có màn nhảy nhót khiến dân tình chỉ biết chào thua. Lan Ngọc và những người bạn đã mượn khúc hát mừng sinh nhật, một bài hát nổi tiếng của Phan Đình Tùng để nhảy nhót cực xung. Không ngại vướng víu, Lan Ngọc có những động tác vũ đạo không chỉ dứt khoát mà còn rất chi là lầy lội. Cư dân mạng sau khi xem đoạn clip này chỉ biết chào thua trước độ chịu chơi của Lan Ngọc. Bên dưới đoạn clip, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận đầy hài hước: bà con gái đó trời, không tin được luôn. Ủa chị ơi, chị con gái đó sao xung thế, rồi hỏng dịu dàng được hả chị Ngọc? Cho em không nhận idol nha, từ chối nhận idol 10 giây. Bà nhoi quá trời, bà quẩy sung quá trời rồi,